Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh nha các bạn, để cập nhật được những video về làm vườn cũng như là những video về hoa. Thì hôm nay là như tiêu đề á, thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cách trộn giá thể để trồng bông dạng thọ nè, hoa màu gà nè và những loại hoa Tết khác. Đặc biệt ở đây á, thì mình sẽ là chia ra làm hai nhóm bạn, là những bạn là trồng tại nhà và những bạn là trồng kinh doanh mà mới bắt đầu. Thì các bạn chưa biết những cái loại giá thể nào để các bạn trộn á, thì các bạn có thể là tham khảo cái video của mình, và thậm chí là các bạn có thể là xem nhiều cái video về những các cách trộn giá thể của những cái kênh khác để các bạn là có thêm cái kinh nghiệm ha. Rồi thì đầu tiên thì mình sẽ nói về những bạn là mà trồng tại nhà nha. Thì những bạn mà trồng tại nhà thì các bạn là trồng với cái số lượng ít đó các bạn chỉ trồng là 5 đến 10 chậu thôi, thì các bạn sẽ không cần phải những cái giá thể mà nó phức tạp quá. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là cái sơ dừa cũng như là cái tro đen ha, và các bạn là xử lý đi cái độ chát của nó, là các bạn trộn lại và các bạn phơi nắng cho mình là 1 đến 2 bữa là các bạn có thể là ươm và trồng nha các bạn ha. Rất là ok luôn, chúng ta không cần phải chuẩn bị như là dôi, chico đạt ma chỉ cho nó phức tạp. Chỉ những bạn mà trồng mà kinh doanh á thì các bạn là mới chuẩn bị những cái giá thể đó thôi, để sau này thì cái cây bông dạng thọ của mình các bạn nó sẽ không có bị mà lỡ cổ rễ mà nó chết ha. Thì cái nguyên nhân là mình phải chuẩn bị kỹ, là cái nguyên nhân đó chúng ta giúp cho cây của mình là nó phát triển mạnh. Rồi thì những cái giá thể gì mà để mà trồng hoa Tết để kinh doanh dành cho những bạn mà mới bắt đầu, thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình là cái tro đen ha. Thì một bao như vậy là 50kg ha, đó thì các bạn tự tính ra nha với cái số lượng nhiều hay ít. Và cái sơ dừa ở đây các bạn thì các bạn là chuẩn bị cho mình là 25kg. Còn cái mà tro sống của mình á, tức là cái mà trấu mà khi mà người ta mới xay ra các bạn, thì bạn cũng chuẩn bị cho mình là 25kg ha, để các bạn trộn ha. Và cái mà phân chuồng ở đây á, thì các bạn có thể là sử dụng là cái phân bò một màu quay mục mà nó đã ủ với trico đạt ma trước đó rồi, có nghĩa là người ta đã ủ trước đó là vài tháng nha các bạn ha, cho nó quay thật là quay luôn. Chứ mà các bạn mà sử dụng cái phân chuồng mà nó chưa có quay mục á, thì nó sẽ rất là nóng, nó làm cây của mình nó bị nấm bệnh nha các bạn. Và tiếp tục nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị là cái dôi nha các bạn ha. Cái dôi ở đây thì các bạn chuẩn bị cho mình là khoảng 5kg thôi. Ví dụ mình ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn là cái cơ bản, ví dụ như là cái tro đen thì là 50kg, thì các bạn sẽ sử dụng là cái dôi là 5kg nha các bạn. Còn cái lân ở đây thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình là 5kg luôn nha. Còn trico đạt ma để mà các bạn trộn vào thì các bạn ở đây là các bạn mua cho mình một bịch đi, hay các bạn trộn cho mình là nửa bịch thôi. Như vậy là chúng ta đã đủ cái giá thể để mà để chúng ta trồng kinh doanh nha các bạn. Mà khi mà chúng ta đã trộn đều hết rồi thì chúng ta cũng phải cần là phải phơi nắng, thậm chí là chúng ta phải là tưới tiến trùng các bạn. Chúng ta có thể là phòng á, các bạn mua cái hàng Ridomin á các bạn tưới cho những cái giá thể của chúng ta, sau khi mà chúng ta trồng á thì nó sẽ phát triển rất là tốt và nó sẽ không có bị nấm bệnh ha. Còn những bạn mà kỹ nữa nha, ở đây mình nói là kỹ nữa ha, thì người ta sẽ mua một cái miếng bạc các bạn, người ta lót bên dưới, sau đó rồi người ta sẽ đặt những cái chậu hoa của mình lên, và thậm chí là người ta trộn giá thể rồi người ta để lên, thì sau này á cây của mình các bạn nó rất là khó nó mà nó bị lỡ cổ rễ mà nó chết ha. Còn nếu như mà các bạn trồng dưới đất á và kinh nghiệm các bạn cao rồi á, thì thôi mình không nói. Còn các bạn mà mới mà các bạn không có kinh nghiệm mà các bạn không lót á, những cái con dế nè rồi những cái tiếng trùng dưới các bạn, thì nó sẽ tấn công lên cái chậu hoa của mình, nó làm cho cái cây của mình các bạn nó phát triển chậm nè, thậm chí là nó sẽ bị lỡ cổ rễ và nó chết ha. Đó thì đó là một số cơ bản khi mà mình trồng hoa Tết nha các bạn, và ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn những gì mà mình biết ha. Còn các bạn mà muốn chi tiết hơn nữa thì các bạn nên xem nhiều kênh khác để có giống như mình nói hay không. Nó thì sau đó thì các bạn áp dụng kinh nghiệm cho riêng mình ha. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình chia sẻ nhanh cho các bạn vậy. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình nha, để cập nhật được những video về hoa Tết. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào.